Xin chào các bạn. Trái với nhận định của truyền thông và các quan chức phương Tây, trong suốt 10 tháng chiến sự tại Ukraine vừa qua, rằng Nga sẽ sa lầy vào cuộc chiến kéo dài, từ thất bại quân sự trên thực địa đến sự bao vây, cấm vận của hàng chục nghìn lệnh trừng phạt sẽ phát huy hiệu quả, qua đó giúp phương Tây giành thắng lợi trong cuộc chiến quyết định với Nga tại Ukraine. Đến thời điểm hiện nay, một nhận định chắc chắn rằng phương Tây đã không ngờ rằng Nga có thể chống chọi lại tốt đến như thế. Thực tế, chưa có bất kỳ quan chức nào của Nga tuyên bố sẽ đánh nhanh, thắng nhanh hay dứt điểm Ukraine trong một thời gian cụ thể. Đó đều là những phân tích, suy đoán đến từ phương Tây. Thậm chí, ngay trước trận chiến, Fox News hôm 6 tháng 2 dẫn các nguồn tin Quốc hội Mỹ cho biết, trong cuộc họp kín, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đã ước tính một cuộc tấn công toàn diện của Nga vào Ukraine có thể khiến thủ đô Kiev thất thủ trong vòng 72 giờ. Đến khi chiến sự vừa nổ ra, vào tháng 3 năm 2022, giới chức Mỹ từng tuyên bố rằng hệ thống tài chính Nga sẽ bị phá hủy nếu Moscow động binh. Đích thân Tổng thống Joe Biden quả quyết, các lệnh trừng phạt đang nghiền nát kinh tế Nga và đồng rúp trở thành đống vụn nát. Thế nhưng, kết quả đưa đến lại là đồng rúp tăng mạnh nhất trong 7 năm qua, còn Mỹ rõ ràng đã suy giảm quyền lực trên phạm vi toàn cầu. Thực tế, Nga có thiệt hại, đó là điều chắc chắn. Và đương nhiên trong một cuộc chiến giữa những gã khổng lồ của thế giới. Nhưng rõ ràng, những thiệt hại đó không thể đúng như kỳ vọng của Mỹ cùng các đồng minh, càng không thể kéo sập nước Nga như dự đoán. Giờ đây, dường như Ukraine và phương Tây lại bắt đầu cáo buộc ngược lại rằng Nga đang cố tình kéo dài cuộc chiến. Chuẩn tướng Oleksiy Gromov, phó tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, nói rằng Điện Kremlin đang tìm cách biến cuộc xung đột thành đối đầu vũ trang kéo dài. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng trọng tâm chính hiện tại của Nga là ở các thành phố miền đông Bakhmut và Avdiivka. Nhưng Nga cũng đang pháo kích Kherson hàng ngày và cố giành được chỗ đứng vững chắc hơn ở Zaporizhia. Moscow hiện chưa bình luận về những phát biểu của giới chức quân đội Ukraine, nhưng trước đó đã tuyên bố sẽ không có lệnh ngừng bắn dịp Giáng sinh, đồng nghĩa với việc cuộc đại chiến sẽ kéo dài sang năm mới và viễn cảnh tròn một năm nổ ra chiến sự là hiện hữu rõ ràng. Sau đợt phản công chớp nhoáng hồi tháng 10 và tháng 11, lực lượng Ukraine đã tái kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở Kharkov và Kherson. Nga đáp trả bằng cách thay đổi chiến thuật khi rút lui, củng cố các phòng tuyến tại đây, trong khi vẫn đẩy quân ở mặt trận Donetsk, hướng tấn công Nga giành thế chủ động. Trên thực tế, hiện Nga vẫn kiểm soát khoảng 15% diện tích Ukraine trước thời điểm chiến sự 2022 nổ ra. Thậm chí, các lãnh thổ này gần như chắc chắn sẽ thuộc về Nga từ đây, khi bốn vùng ly khai được phê chuẩn sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga. Điều này hoàn toàn khác với năm 2014. Dù có hỗ trợ các lực lượng ly khai, nhưng lúc đó Moscow không công nhận Donetsk và Lugansk độc lập. Như vậy, rõ ràng về mặt quân sự, Nga vẫn đạt được nhiều bước tiến so với thời điểm tháng 2 năm nay. Số diện tích Nga đang kiểm soát ở bốn khu vực này không dưới 100.000 km2, và nó lớn hơn cả diện tích Bồ Đào Nha, hay tương đương 1/3 diện tích Việt Nam. Rõ ràng đây không phải là con số nhỏ. Đồng thời, trong vòng 2 tháng qua, cũng chứng kiến sức mạnh kinh hoàng của các tên lửa và UAV đến từ Nga. Các cơ sở chỉ huy, kho tàng hay đặc biệt là các cơ sở hạ tầng năng lượng tại Ukraine trở thành mục tiêu hàng đầu. Vụ tập kích mới nhất diễn ra vào ngày 14 tháng 12. Phía Ukraine tuyên bố bắn hạ 13 UAV Nga dùng để không kích thủ đô Kiev. Thực tế, Ukraine đang gặp khá nhiều khó khăn. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Valery Zaluzhny, trong một cuộc phỏng vấn với Economist ngày 15 tháng 12 đã nói rằng Nga đã điều chỉnh chiến thuật ở Ukraine và thích nghi với các hệ thống vũ khí phương Tây mà Kiev sử dụng, trong đó có hệ thống pháo phản lực HIMARS. Tướng Zaluzhny khẳng định, lệnh động viên của Nga đã có hiệu quả. Việc họ gặp các vấn đề nghiêm trọng đến mức các binh lính sẽ không chiến đấu là không đúng. Họ sẽ chiến đấu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn The Economist đăng cùng ngày 15 tháng 12 rằng Ukraine đang một mình trả giá vì xung đột trong bối cảnh các nguồn viện trợ và nguồn hỗ trợ từ nước ngoài đang thực sự giảm dần, cả về kinh tế lẫn quân sự. Các gói viện trợ kinh tế của châu Âu và cả Mỹ giờ đây đã gặp phải sự phản đối nhiều hơn của các thành viên, trong bối cảnh chính đất nước của họ đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Lạm phát, giá cả tăng và sự suy giảm công nghiệp, kinh tế là lớn nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Trong khi về quân sự, các kho dự trữ cũng đã giảm sút đến mức báo động. Đại sứ Mỹ tại NATO, bà Giuliani Smith đã thốt lên rằng liên minh đang thiếu hụt vũ khí vì Ukraine. Theo bà đại sứ, dự trữ đang giảm dần ở tất cả các quốc gia NATO,
đặc biệt là các quốc gia như láng giềng, đã cung cấp hỗ trợ to lớn cho Ukraine thông qua các chuyến hàng viện trợ quân sự. Đồng thời, bản thân Ukraine đang phải đối mặt với vấn đề tương tự. Hiện Mỹ và các đồng minh vẫn cam kết hỗ trợ Ukraine lâu dài nhất có thể, trong khi khẳng định họ không phải là một bên trong xung đột. Trong khi Moscow cáo buộc phương Tây đang kéo dài cuộc xung đột và chiến đấu trong cuộc chiến ủy nhiệm tới người Ukraine cuối cùng. Như vậy, một điều dễ nhận thấy hiện nay có thể là cả Mỹ và Nga cũng đang đều muốn kéo dài cuộc chiến vì những toàn tính của riêng mình. Trong khi Ukraine dù ở vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa vẫn nằm trong thế yếu và đã không tự quyết định được số phận của mình. Vậy các bạn có nghĩ chiến sự Ukraine sẽ kéo dài? Và đâu là điểm dừng cho cuộc xung đột toàn cầu lớn nhất từ Thế chiến thứ hai? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình nhé! Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.